乗り乗りは普通、脚立持ってる普通、バッテリーね、バッテリーの入ってないですよね。入ってない。ちょっと最後のホーチミン空港で、皆様、日本から申し込んだ観光以外、今日とか明日とか他の観光を予約したい場合があれば、私教えてください。私はHS に電話して確認いたします。またホーチミンは都会なので、だから美味しいものをみんなここに持ってきたんです。それでシフロとか海はないけれども、でも本当は向こうの海の美味しいものを全部持ってきた。
本人はそれはあの毎日みんな朝ごはんでね、それは高級な食べ物じゃない、でも美味しい、はい、美味しいです、はい、まあ、昨日は番組屋さんが多いですよ、はい、どこでも OK、 でもちょっと店綺麗な方ですね、安全ですね、はい、でも時々コロニアル建築ってやつね、今有小路就能跑了，老老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 老đây vấn đề là rất là nhạy cảm, thậm chí anh cũng không được biết nó là xâm phạm thân thể người khác rồi, người không phải là đi quẩn, bọn trẻ mà ngồi sao sáng, anh nghiêm túc để cho trẻ nghiêm túc rồi, bắt đầu vào năm thứ tư là cái nào đáng rồi, cái nào đấy, tại vì anh phải có đảng viên thì mới có một khu quân hàm chứ, đúng rồi, cấp bậc chứ. Mình cứ đưa vào đấy và phải vào đảng, và đảng yếu nhất là năm thứ năm là ra trường là có, mình yếu nhất nữa thì biến cơ quan cũng là cái nào đi school, mình yếu nhất hai trường là cơ quan là cái nào, cái này gửi giấy giới thiệu cơ quan đó là cái gì, chơi nếu kém luôn cũng được đổi đảng cộng sản. Thank you.